Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là hai cây sứ ghép nha các bạn. Một cây là pin. Cái này pin bạn, hoa nó màu hồng nha. Lá nó hơi nhắm nhá, nó có lông mấy bạn, nó hơi trắng trắng phấn phấn các bạn. Cây này là cây pin. Hoa màu hồng. Cây sứ ghép đang ôm nụ các bạn. Đây là một cây sứ ghép nữa. Cây này là cây vũ phong. Mấy bạn chắc nghe tên nó lạ lắm mấy bạn, nó lạ lẫm lắm. Cái cây này cũng đang ôm nụ các bạn, lá nó thon dài nha các bạn. Nó đang ôm nụ. Một lát nữa mình sẽ nói tại sao mà nó ít được bán trên thị trường nha các bạn. Nó cái khuyết điểm của nó làm cho nó không xuất hiện trên thị trường nha các bạn. Ít, rất ít nha các bạn. Cái cây này nó bị sên nó gặm mấy bạn. Sên nó gặm mấy da nó vậy nè các bạn. Nó làm cho cây sứ mình nó xấu mấy bạn. Nó mấy con ốc sên đó bạn. Mùa mưa này thì rất là nhiều luôn. Mình có làm một clip về thuốc về ốc sên mấy bạn. Mình thấy nó rất là hiệu quả. Nó chết mấy bạn, nó chỉ cần đụng vô thuốc là nó chết thôi. Bạn nào chưa xem về thuốc về ốc sên mấy bạn thì mấy bạn có thể vào kênh của mình đó, xem về cách về ốc sên nha. Ốc sên thì tưởng chừng nó chỉ ăn rau, đồ hoa đồ thôi bạn. Nhưng mà cây sứ của mình mấy bạn, nhiều cây nó bị ốc sên nó cắn, nó gặm vỏ mấy bạn, làm cho nó mất thẩm mỹ. Củ sứ của mình rất là to nhưng mà ốc sên nó cắn vậy thì nó làm mất đi cái vẻ đẹp của cái củ bạn. Để mình để camera cố định để mình nói về cây sứ ghép này nha các bạn. Thì nay là các bạn mà chơi sứ thì chắc chắn ai cũng có sở hữu cho mình một cây sứ ghép như thế này nha các bạn. Thì mấy cây sứ mà sứ zin, sứ modern, sứ mẹ bạn với sứ nguyên liệu năm cánh rồi sứ ghép, video sau mình sẽ nói về các giống sứ khác nha các bạn. Thì nó cũng rất là quan trọng luôn nha các bạn, chứ không phải là mình mua về mình chơi làm sao cũng được. Nó cũng có nhiều vấn đề mà bất cập lắm mấy bạn. Mấy bạn phải hiểu, mấy bạn phải hiểu về giá trị của nó cũng như là cách mà nó sinh trưởng như thế nào và gặp bất lợi gì. Hôm nay mình sẽ nói về chuyên sâu về cây sứ ghép nha các bạn. Còn những cây sứ khác thì mình sẽ có video clip sau. Thì cái cây sứ ghép này thì mình nói về một số ưu điểm của nó nha các bạn. Thì ưu điểm của nó, cái đầu tiên là mình sẽ nói về giá nha các bạn. Không phải là giá nó là ưu điểm thôi bạn. Giá nó là ưu điểm và cái khuyết điểm luôn mấy bạn. Bởi vì giá của mấy cái cây sứ mà sứ ghép này bạn nó rất là rẻ. Mấy cây sứ mà một bo mấy bạn thì giá nó khoảng 40.000, 45.000 hoặc 50.000. Mấy cây sứ một bo. Còn mấy cây sứ mà nhiều bo, 4-5 bo hoặc 5-6 bo thì giá nó dao động từ khoảng 100.000 đến 150.000 mấy bạn. Cũng tùy theo cái củ mà nó to và nó nhỏ nữa mấy bạn. Chứ giống thì không quan trọng nha các bạn. Mặt hoa nó không quan trọng. Quan trọng là cái củ nó to và nó đẹp thì giá nó sẽ cao hơn một xíu. Nhưng mà nó không có chênh lệch nhiều nha các bạn. Thì tại sao nó cũng thành cái khuyết điểm? Bởi vì các bạn mà mua cây sứ ghép này về á, các bạn mua nó giá rẻ. Các bạn trồng 5 năm, 7 năm hoặc là 10 năm, giá nó cũng không lên bao nhiêu các bạn. Giá nó vẫn quanh vẫn vài trăm hoặc là 1 triệu đồng. Cho dù cái củ nó rất là to, nó rất là bự. Mình nói 1 triệu đồng ở đây là mình có thể là mình hơi nói quá mấy bạn. 10 năm mình mua 100, hơn 100.000, 10 năm nữa bán chưa đến 1 triệu. Thì tại sao mình nói như vậy? Các bạn phải hiểu cây sứ của mình, giá trị của cây sứ của mình. Chứ không phải là mình mua về mình chăm sóc tốt, sau này giá nó sẽ cao. Bởi vì những cái khuyết điểm của cây sứ mà ghép như vậy nè, nó sẽ làm giá cho nó mất giá trị. Một lát mình sẽ nói về cái khuyết điểm của nó, rồi mình sẽ hiểu hơn vì sao giá nó lại thành cái khuyết điểm nha các bạn. Ưu điểm về giá và cũng là khuyết điểm cũng về giá nha các bạn.
Vấn đề tiếp theo là cái ưu điểm của nó về giá. Ưu điểm tiếp theo của nó là về chủ động hơn mấy bạn. Mình chủ động để mình gây giống hoa mấy bạn. Chủ động hơn bởi vì mình thích làm bao nhiêu cây mặt hoa đó thì mình có thể ghép vô, mình tạo ra bao nhiêu cây cũng được. Ví dụ như nhà vườn người ta muốn ghép 7 cây sứ màu vàng, 5 cây sứ màu đỏ hay một cây sứ màu tím chẳng hạn, người ta có thể chủ động người ta làm rất là nhanh mấy bạn. Cái đó là cái ưu điểm của cây sứ ghép các bạn. Mà bạn có thể gây giống ra cây sứ đó màu hoa gì, mặt hoa gì, nó rất là nhanh. Còn cây sứ chiết xin hoặc là cây sứ hộp thì không bao giờ có được như vậy bạn. Cái đó cũng là một ưu điểm của cây sứ ghép mấy bạn. Chẳng hạn như bạn thích một cây sứ pin, cây sứ màu hồng mấy bạn. Mấy bạn có thể lựa chọn một cái củ nào mà mình yêu thích, hoặc là cái củ đó mình thấy nó đẹp, mình thích cái giống cây pin này, mình ghép vô cái củ đó rất là dễ dàng luôn mấy bạn. Mấy bạn chỉ cần cắt ra và ghép vô cái củ mình yêu thích là mình đã có một cây sứ ghép như mong muốn, mặt hoa và củ như mong muốn, rất là dễ. Đó là một ưu điểm lớn nhất của cây sứ ghép nha các bạn. Một cái ưu điểm nữa là cái cây sứ ghép bạn, người ta sẽ ghép vô cái củ nó rất là bự các bạn, cái củ nó rất là to các bạn, nhưng mà giá nó rất là rẻ. Mấy củ này người ta trồng lên nó cũng nhanh các bạn. Nhưng mà cây sứ chiết riêng, cây sứ modern rồi mấy cái cây sứ khác nó có cái củ rất là bé nha các bạn, nó rất là lớn nha, chứ không phải là như như cái củ cây sứ ghép này nha các bạn. Và cái ưu điểm tiếp theo của nó là nó có rất là nhiều mặt hoa luôn bạn. Các bạn có thể thích màu tím, màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu gì cũng có các bạn, rất là nhiều lớp luôn. Anh em đang chơi sứ, đang phong trào chơi sứ này thì rất là nhiều, và người ta lai tạo ra rất là nhiều giống mới luôn các bạn. Hiện nay thì có hàng ngàn các bạn, hàng ngàn giống sứ chứ không phải là vài trăm nữa các bạn, rất là nhiều, và càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn các bạn. Rất là nhiều mặt hoa mà chúng ta có thể mua sứ ghép với giá rất là rẻ, và với cái củ cũng tương đối to, cũng tương đối là đẹp mấy bạn. Thì những ưu điểm đó mấy bạn, đó là những cái ưu điểm của cây sứ ghép mấy bạn. Còn cái khuyết điểm của nó là nó không phải là cái thể thống nhất mấy bạn, nó phần trên nó khác, phần dưới nó khác nha các bạn. Ví dụ như cây pin này nha các bạn, cây pin này là nó cái bo nó rút, nó hút rất là mạnh các bạn, cái bo nó phát rất là mạnh. Thì cái khuyết điểm của nó là nó hút rất là mạnh, nhưng mà cái củ nó không, nó là hai cái thể khác nhau các bạn. Cái củ khi mà nó phát mạnh vậy nó sẽ hút hút chất, dưỡng chất từ cái củ đó các bạn. Mà cái củ khi mà cái củ nó bị yếu hoặc là nó hút chất không kịp mấy bạn, nó sẽ làm cho cái củ mình nó bị mềm. Cái củ mình nó lúc nào cũng trong tình trạng là thiếu chất các bạn, cái củ mình nó mềm. Nhưng mà nó không phải là nó sẽ ngừng lại mấy bạn, nó vẫn phát triển, nó phát triển hoài luôn mấy bạn. Nó không quan tâm, nó không có biết tới cái củ nó đang vấn đề như gì các bạn. Thì mấy bạn nào trồng sứ, các giống sứ mà nó mạnh, các bạn biết cái củ sứ nó lúc nào cũng trong tình trạng nó mềm mấy bạn, nó mềm, chăm sóc cỡ nào nó cũng mềm mấy bạn. Mấy bạn muốn biết thì các bạn thử ghép cây kỳ duyên vô cái củ các bạn. Mình thấy trên thị trường cũng có cái vụ mà ghép cây kỳ duyên lên mấy cái củ này bán các bạn. Một cái mà kinh doanh không tốt các bạn. Kỳ duyên nó rút rất là mạnh luôn các bạn. Giống kỳ duyên là cái sứ màu hồng các bạn, giống màu pin nè. Hai cái sứ màu hồng, hồng nhan các bạn. Đẹp thì sẽ hút mạnh. Lưu ý nha các bạn. Màu hồng thì spin với kỳ duyên là rất là đẹp các bạn. Thì khi mà ghép cây kỳ duyên lên cây ghép củ ghép này thì tình trạng nó lúc nào cũng dở sống dở chết, cái củ nó cũng dở sống dở chết, và chúng ta không xử lý thì củ nó chết luôn nha các bạn. Nó hút rất là mạnh. Còn cái cây này hút rất là yếu. Lúc nãy mình có nói là tại sao cây này nó bán ít trên thị trường, bởi vì cái bo của nó bạn rất là xấu luôn,
sần sùi như cái da cóc luôn các bạn, nhưng mà mặt hoa nó đẹp. Nhưng mà cái giống của nó mấy bạn, những người mà thích sưu tầm về hoa sứ người ta sẽ mua chứ. Mấy bạn nghĩ là cái giống này bán ở thị trường ai mà mua mấy bạn, da nó sần sùi, cái nhánh nó sần sùi như cái da cóc vậy các bạn, lúc vẫn không có hoa thì ai mà dám mà mua. Nhánh này rất là bự. Cái khuyết điểm nữa là nó sẽ gãy bo mấy bạn, như cái cây này các bạn, nó gãy bo nó sẽ mọc ra mấy cái sứ khác mấy bạn, cái dòng sứ nguyên liệu các bạn, do cái cây này nó hút yếu quá mấy bạn, cái bo nó sần sùi, nó hút rất là yếu dưỡng chất trong củ nó rất là nhiều. Nó đây nữa cũng là một khuyết điểm nữa mấy bạn, nó ai cũng gặp, nó sẽ mọc lên nhánh lên từ củ hoặc là từ cái nhánh ở dưới cây nguyên liệu các bạn, mọc lên mà để lâu mình cắt nó sẽ để lại vết thẹo rất là bự các bạn, rất là xấu. Đó cũng là một khuyết điểm làm giảm đi cái giá trị của cây sứ của mình nha các bạn. Các bạn thấy cây sứ ghép nó có nhiều khuyết điểm mới không các bạn? Là nó phát triển không đồng đều. Bo phát triển một đường, củ phát triển một nẻo. Bo mà bo yếu nó sẽ dư chất, nó sẽ mọc ra mấy cái nhánh này mình để thử nha các bạn. Rất là to luôn. Nó dưỡng chất nó rất là nhiều. Bo của cây sứ mình ghép lên nó hút rất yếu, nó mọc ra cái nhánh đó các bạn thấy không? Do dư cái dưỡng chất các bạn. Để già thêm xíu nữa mình sẽ ghép cái giống nó vô cho nó nhiều nhánh ra các bạn. Nhưng mà mình lấy làm cái ví dụ của mấy bạn. Các bạn thấy không? Mấy cây mà bo mà hút ít sẽ làm cho củ nó dư nhiều dưỡng chất các bạn. Mấy cây mà hút nhiều làm cho củ mình nó sẽ mềm và nó sẽ yếu và nó có thể nguy cơ nó sẽ bị chết luôn các bạn. Thì cách xử lý nó cũng có cách xử lý nhưng mà không có mang lại hiệu quả bao nhiêu hết bạn. Bởi vì nó là cái khuyết điểm của cây sứ ghép mấy bạn. Nhà mà mấy bạn có mấy cái củ sứ mà nó mềm mềm nhưng mà nó không phải là nó hư không mấy bạn, nó không phải là nó thúi nhưng mà nó cứ trong tình trạng nó mềm mềm, bởi vì cái củ sứ đó nó đang yếu mấy bạn, nó gặp vấn đề gì nó yếu. Nhưng mà cái bo ở trên đó bạn, cái bo ở trên nó hút dưỡng chất không ngừng mấy bạn. Nó không có phải là một cái liên kết, một cây chung để nó biết cái củ đang nó gặp vấn đề là nó đang không tốt mấy bạn, nó vẫn cứ hút. Cho nên cái tình trạng cái củ sứ của mình nó mềm hoài, chăm sóc cỡ nào nó cũng mềm, bởi vì nó là hai cái thể khác nhau bạn. Nó dạng như mình nói hơi quá là dạng như là dạng ký sinh lên rồi các bạn, như là cái cây ví dụ một số cây ký sinh như tầm gửi hoặc là cây đa cây si gì nó mọc ký sinh trên cây khác các bạn, nó hút rất là mạnh, nó hút rất là dữ, không quan tâm tới cây chủ các bạn, không cần biết, hút chết luôn các bạn. Cây sứ nó cũng như vậy, nó sẽ hút chết cái củ luôn các bạn, nó không ngừng lại. Đó đó là một khuyết điểm. Nếu ở một cây mà ở thể thống nhất các bạn thì khi mà củ yếu hoặc rễ nó yếu các bạn thì nó sẽ nhánh ở trên nó sẽ ngưng phát triển và nó sẽ chững lại, nó chậm phát triển lại các bạn. Thì đó là ở một cây thể thống nhất, còn cái cây ghép này thì nó không như vậy các bạn. Đó là những cái khuyết điểm làm nên giá trị của cây sứ ghép mình nó ít lại các bạn. Nó vấn đề gãy bo, mọc nhánh không như mong muốn, phát triển không đồng đều, bệnh tật nó nhiều các bạn, do nó hút chất nhiều hoặc là nó không phải thể thống nhất á, nó không đều nhau các bạn, cho nên nó hay bị gặp tình trạng bệnh đồ tùm lum các bạn. Cho nên mà mấy bạn mà mua, mà mình mua mấy cái cây cũng không cần phải phát quá tốt mấy bạn, tốt quá ho nhiều quá nó cũng không tốt nha bạn. Mình thật sự mình nói như vậy luôn á mấy bạn, không phải mình khuyên các bạn gì nhưng mà nó không tốt. Nãy giờ mình phân tích các bạn cũng có thể các bạn đã hiểu rồi các bạn. Thì sứ mình nó chọn bo tốt quá sau này củ mình gặp vấn đề gì nó sẽ bị hư và bị thúi nguyên cây các bạn, đó cũng không tốt nha các bạn. Thì các bạn nào mà có góp ý thêm thì các bạn có thể comment ở dưới nha các bạn. Thôi chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở các video tiếp theo nha các bạn.